Quyển sách tiền sáu các bạn đã được giáo viên của bạn ở trên lớp giới thiệu. Về cái chương trình học và bài học đầu tiên chúng ta học hôm nay, đó là chủ đề về ngôi trường mới của chúng ta. Thế thì để học được về chủ đề ngôi trường mới, chúng ta sẽ trả lời được các câu hỏi mà để giới thiệu về trường của mình, thì chúng ta sẽ trả lời được các câu hỏi. Thứ nhất là name of your school, where how many classes student teacher are there, what time do you start and finish, what do students do in your school, and why do you like your school? After you finish unit one, you will write a passage about your new school. Sau khi học xong được cái chủ đề bài 1 này á, thì chúng ta sẽ viết được một đoạn văn giới thiệu về ngôi trường của chúng ta đang học và trả lời được ít nhất là 6 câu hỏi. Đúng không? Thế thì chủ đề chúng ta học là về ngôi trường gồm có những cái từ vựng nào và chủ điểm ngữ pháp nào, thì chúng ta sẽ cùng ôn tập ở trong bài ngày hôm nay. Đối với một số bạn thì có thể ở trên lớp đã được giáo viên của bạn dạy ít nhất là một tiết hoặc hai tiết rồi trong tuần vừa rồi, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ghi phần từ vựng liên quan đến chủ đề về ngôi trường mới của chúng ta. Và cô sẽ ôn tập về từ vựng và chủ điểm ngữ pháp trong cái bài 1 này. Em ghi một bài vào vở nhé. Ghi một bài vào vở ạ. Mình đã ghi một bài vào vở nào. Are you already? Em ghi xong chưa ạ? Yes. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghi phần từ vựng liên quan đến chủ đề trường học mới của chúng ta. Thì có thể có những từ mà chúng ta đã được học, mà đã thuộc, như là ghi vào để bạn liền đọc và vận dụng vào bài tập trong cái bài tập bài 1 này. Là ghi từ vựng vào nhá. Bạn sẽ ghi vào vở từ tiếng Anh và ngữ nghĩa tiếng Việt của nó.
Ai ghi xong rồi chúng ta giơ tay lên để cô biết là đã ghi xong nhá.
Dạ, cố gắng nghĩ nhanh các bạn nhé. Cậu ơi, Sao em? cậu chụp màn hình lại cho em, rồi gửi lên nhóm cho em được không? Đưa lên cho lỗ hả? Ok. Cô vừa chụp lại cho bạn này, gửi ra lỗ cho bạn. Còn 14 bàn nữa nên chúng ta cố gắng ghi nhánh một tí các bạn nhé, để chúng ta sẽ liền đọc. Nó còn 9 bàn nữa. Cô nhặt lên những ai sống mà chờ nhớ tay không, các bạn nó ngồi chờ mình nhá. Quên nhớ tay có tưởng nhà sống nó cứ ngồi chờ đấy. Há án muốn nói gì thế? Cô, Hả? cho em nói cái á, từ số mặt từ 26 là thông minh mà cô. Thông minh hay bảnh báo gì cũng được. Ở đấy mặc đồ đẹp vào thì đã khen người đó rất là đẹp trai và bảnh báo nhá. Dạ. Nó có mấy nghĩa là chúng ta khen thông minh hay bảnh báo không được, đẹp trai không được. Còn trong cái đoạn hội thoại bạn học á, là thì bạn mặc một bộ đồng phục đẹp vào thì người ta khen bạn trông rất là bảnh báo.
Dạ, những ý đến từ thứ mấy đấy em? Em tôi có tư hải hải có. Ok. Cơ bản là các bạn đã xong rồi. À, bây giờ cô sẽ đọc cho các bạn và chúng ta sẽ chia ra hai nửa nhá. Từ thứ nhất chúng ta, lần thứ nhất chúng ta sẽ luyện đọc từ số 1 đến số 15. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục từ 16 đến 30. Còn đọc một lần là sợ nhiều quá rồi các bạn sẽ quên. Nên là chúng ta sẽ chia ra hai đợt chúng ta luyện đọc. Và những bạn đang còn ghi thì chúng ta cứ ghi ạ. Còn những bạn đã ghi xong rồi thì lắng nghe cô đọc rồi bạn nhẩm theo nhá. Nhẩm lần thứ nhất là bạn nghe, lần thứ hai là bạn nhẩm theo, lần thứ ba là bạn đọc to theo, không cần bật mic đâu, đọc to theo để cho nhớ ở cái từ vựng này. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe cô đọc nhá. Boarding school, uniform, uniform, where, classmate, classmate, subject, subject, favorite, favorite, special, special, library, library, special spanner, spanner, pencil spanner, pencil spanner, hampered, hampered, notebook, notebook, dropper, dropper, calculator, calculator, study, study, advice, advice, study, study, calculator, calculator, rubber, rubber, notebook, notebook, hampered, hampered, pencil spanner, pencil spanner, library, library, special, special, favorite, favorite, subject, subject, classmate, classmate, where, uniform, uniform, boarding school, đọc lại nhá, bạn đọc to theo ạ. Boarding school, uniform, uniform, where, classmate, subject, favorite, favorite, special, special, library, library, pencil spanner, comfort, comfort, notebook, notebook, rubber, rubber, calculator, calculator, study, study, advice, advice, study, calculator, rubber, notebook, notebook, hampered, hampered, pencil spanner, library, library, special, special, favorite, favorite, subject, subject, classmate, classmate, where, uniform, uniform, boarding school. Bây giờ cứ em nhầm đọc đi ạ, từ 1 đến 15 trước, xem thử mình có bị khó khăn ở từ nào không. Ai khó khăn ở từ nào thì chúng ta đưa vào hộp chat chúng ta hỏi số thứ mấy để cô sẽ giải thích nhé. Số 15 à. Advice, advice, advice.
Cô ba mới ra luyện đâu. Một thứ tư. Số 9 à? Số 9 là pencil sharpener. Sharpener. Pencil sharpener. Boarding school. Boarding school. Pencil sharpener. Hamper. Hamper. Ở đây chúng ta sẽ đọc là campus, nhưng chúng ta đọc âm phá nhé. Special, special. Special là đặc biệt, special. Advice, advice. Ok, tất cả chúng ta hạ tay xuống nào. Hạ tay xuống nào. Hương Trang Mỹ Duyên hạ tay xuống đi em. Hạ tay đó để cô biết bạn nào đọc được bài này để cô gọi nhá. Advice, advice. Đấy. Linh đán về án ná là đang muốn đọc bài hay là đang giơ tay chữ hạ xuống. Boarding school. Boarding school. Ok, Hoàng Anh và Linh đã ăn á. Hạ tay xuống đi em. Ăn á đâu đây nè. Pencil spanner. Pencil spanner. Spanner. Pencil spanner. Ăn á đi đâu đây à? Anna có đáng ngồi học không em? Special. Special. Uniform. Uniform. Bạn đọc lại từ số 9 như bạn hỏi cái từ này này. Pencil, pencil là cái bút chì nó, sharpener, gọt bút chì, đúng không? Pencil sharpener. Mới lắm mà. Advice, advice, advice. Rồi, who can read for me from 1 to 15? Vandana, please read for me. Dear teacher, boarding school, uniform, where, classmate, subject, favorite, special, library, pencil sharpener, compass, notebook, rubber, calculator, study, Advice. advice, Excellent. cycle, ride a Thank you. bicycle. Okay, stop. Only from 1 to 15. Thank you, Dad. Very good. Okay. Another. One more. Bảo Quyên, please. Dear teacher, boarding school, uniform, where, classmate, subject, favorite, special, library, pencil sharpener, compass, notebook, rubber, calculator, study, advice. Well done. Study, not study. Study and advise. Advise. Well done. One more.
Hoan hãnh, please. teacher. Body school. Uniform. Wear. Classmates. Subject. Favorite. Special. Library. Pencil sharpener. Compass. Notebook. Rubber. Calculator. Study. Advice. Excellent. But not classmate. Chúng ta không đọc classmate nhé. Ở đây là âm ấy này. Classmate. Mate. Classmate. Chữ A này đọc ra âm ấy. Nên là em sẽ đọc là classmate. Ok. Well done. One more. Mời một bạn nữa nhé. Quỳnh Anh, please. Dear teacher, boring school, uniform, wear, classmate, subject, favorite, special, library, pencil sharpener, compass, notebook, rubber, calculator, study, advice. Excellent. Thank you. Bây giờ chúng ta sẽ đi đánh trọng âm cho 14, 15 từ chúng ta vừa luyện nhé. Chúng ta đã được đánh trọng âm của các từ. Bây giờ chúng ta nhớ rằng trọng âm có nghĩa là âm tiết. Mình sẽ đọc mạnh hơn, đó, rõ hơn, có thể là dài hơi hơn. Thế thì trọng âm của từ sẽ rơi vào các nguyên âm trong từ. Chúng ta xem thử là từ đó có mấy âm tiết, hai hay ba. Nếu từ đó chỉ có một âm tiết thì trọng âm nó rơi ngay chính đó rồi, vì cô không luyện đánh trọng âm cho từ một âm tiết nữa. Chúng ta sẽ đánh trọng âm cho từ hai âm tiết trở lên. Chúng ta có thể dựa vào loài từ hoặc là dựa vào cách phát âm của chúng ta nhé. Nếu chúng ta ban nó trong lớp, chúng ta biết nó, chúng ta đọc ra thánh điều gì thì tự vị trí đó sẽ có trọng âm. Chúng ta đã được học cách đánh trọng âm của từ chưa? Ai biết đâu? Khi chúng ta đọc ra thánh điều như thế nào thì vị trí đó sẽ có trọng âm. Chúng ta có biết Bây giờ thánh điều đó? có rõ hơn cả tôi cả tư Quý ngài, anh em có ý kiến gì? là những cái trong ấn cho năm một cái tư đọc tập trong tư đọc rõ hơn Đúng rồi, đọc to hơn, rõ hơn thôi. Nhưng mà có thể dựa vào thánh điều nó. Thánh thì chúng ta có những thánh gì? Chúng ta học tiếng Việt rồi, chúng ta có thánh gì các bạn? Ai biết không? Đọc to hơn, rõ hơn, nhưng mà lỡ chúng ta không đọc đúng thì chúng ta sẽ dựa vào thánh điều của từ để chúng ta đánh trọng âm nào. Chúng ta học tiếng Việt rồi, không có những thánh gì ấy, ai biết Quên không? Thanh Nhã, Thanh Nguyên, Thanh Nhã. Ok. Thánh ngang, thánh huyền, thánh sắc, đúng không? Thánh năng. Thế thì ở đây nhá, trong tiếng Anh này, khi bạn phát âm một từ, nếu bạn đọc ra thánh huyền, vị trí đó không bao giờ có trọng âm. Mình nhớ cho cô nhé, khi chúng ta đọc ra thánh huyền thì vị trí đó không có trọng âm, mà trọng âm của chúng ta sẽ rơi vào thánh ngang hoặc thánh sắc, bởi vì tiếng Việt của chúng ta nó hơi nặng âm, nên là có đôi lúc chúng ta đọc ra nó có thánh sắc thì vị trí đó sẽ có trọng âm. Mà bạn nhé, nên bạn lưu ý là khi đọc không dấu là trọng âm nó rơi ở đó, nếu rơi là thánh huyền thì nó không có trọng âm. Hoặc là bạn sẽ phát âm cái âm tiết đó là âm y hoặc âm ơ. Khi chúng ta phát âm một từ mà nó ra âm y ngắn của chúng ta nè, hoặc âm ơ. Âm ơ được viết tiếng Việt ở tiếng Anh là viết như thế này này, từ phiên âm nhá, đó là âm ơ, thì vị trí đó không có trọng âm nhá, không có trọng âm. Ví dụ này, từ thứ nhất chúng ta sẽ đọc này, boring. Boring. Đó. Thì ở đấy boring, đinh là hẳn có dấu huyền rồi, ví dụ như dịch trả là sẽ có đơ ý như anh hiền đinh, đúng không? Boring. Thì ở đấy nó vừa có âm ý và vừa có dấu huyền, nên cái chữ này nó không có trọng âm ở đuôi inh, mà nó sẽ có trọng âm vào chữ bò.
Bo, bạn đưa đây có hai âm tiết boring. Vì vậy trong âm của từ sẽ rơi vào vị trí thứ nhất. Thì cô sẽ gạch chân đánh một dấu sắc ở trên cái chữ đó hoặc đánh phía trước nó, trước chữ bơ cũng được ạ. Đó là cách để đánh trong âm của từ. À, một là bạn sẽ đánh một dấu sắc ở trên cái chữ bơ, hai là đánh ngay trên chính nó luôn, đó là chữ bò, boring. Đó, vì vậy trong âm của từ này sẽ là vị trí thứ nhất. Khi đó bạn sẽ tương tác vào hộp chat cho cô là số 1. Đó, boring thì bạn sẽ tương tác là số 1. Còn school thì nó chỉ một âm tiết nên là trong âm nó rơi ngay chính nó luôn, nên chúng ta không cần đánh trong âm nữa. À, nên khi giáo viên dạy bạn á thì họ ghi từ vựng trên bảng, họ luôn đánh dấu đó là để bạn biết vị trí đó có trọng âm. Chúng ta sẽ lên dòng và đọc dài hơi hơn, rõ hơn, to hơn để đánh trọng âm. Boarding, boarding school, boarding school. Bây giờ chúng ta thực hành với từ số 2 nhá. Uniform, uniform. Chúng ta đưa vào hộp chat cho cô xem nào. Nó sẽ rơi vị trí thứ mấy? Uniform. Excellent. Rất nhiều bạn, rất là nhanh. Cô nhắc các bạn này, khi gửi tin nhắn là gửi cho mình cô thôi nhá. Gửi tin nhắn cho mình cô, đừng có gửi cả lớp. Đấy, đúng rồi, gửi cho mình cô thế. Để mình cố đọc tin nhắn thôi, cho gửi cả lớp thì các bạn đều biết rồi, đúng không? Ok, excellent. Nhiều bạn rất là nhanh. Đó, thì từ nay chúng ta phát âm này. Uniform, uniform, uniform nó có trọng âm rồi, đúng không? Vì vậy trọng âm sẽ rơi vào âm diu, vị trí thứ nhất. Nên chúng ta sẽ tương tác là số 1. Và chúng ta đánh vào vở của mình luôn nhá. Đánh vào vở của mình luôn. Uniform. Continue. Classmate. 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 Ở đấy là có bàn Thảo Vĩ, bàn Đạt. Nó rơi vị trí thứ ba. Từ nay này, bây giờ cô sẽ phân tích từ nay có mấy âm tiết nhá. Ở đây chúng ta này, trọng âm của từ sẽ rơi vào nguyên âm ở trong từ, và khi chúng ta dựa vào âm tiết, chúng ta đếm xem thứ tư đó có bao nhiêu âm tiết, thì chúng ta sẽ đếm ở các nguyên âm. Khi có nguyên âm đơn và nguyên âm đôi, có năm nguyên âm ạ, thì chúng ta đếm này. Clat là một âm nhá, mây là hai này, từ nay chỉ hai âm tiết thôi, đó là âm á này và âm hai chữ A. Còn khí mà tư này có chữ é ở phía cuối, khí tư có chữ é ở phía cuối, chúng ta không phát âm tư đó nên nó không được tính là một âm tiết nhá. Chữ é ở phía cuối mà không phát âm thì chúng ta không tính nó là một âm tiết, nên tư này chỉ có hai âm tiết thôi, không có cái chữ é tơ é đẻ. Tao có đọc đâu, tao có đọc là cơ lát mẹ té đâu, đúng không? Vì vậy chúng ta chỉ dừng lại là cơ lát mây. Âm cuối của cô là âm tơ này, cơ lát mây, cơ lát mây. Vì vậy chữ tơ này nó không phát âm chữ e, nên chúng ta không tính nó là một âm tiết. Thứ này chỉ hai âm tiết nhá, nên là vị trí trong âm của nó sẽ rơi vị trí thứ nhất, đó là cơ lát. Đấy là danh từ ghép. Danh từ ghép thì trọng âm luôn rơi vị trí thứ nhất các bạn nhá. Danh từ ghép là rơi vị trí thứ nhất. Cái lạt mày nó rơi vị trí thứ nhất. Tiếp tục nào. Sáp dạy, sáp dạy, sáp dạy, sáp dạy. Rồi từ này thì đúng nhiều rồi đúng không, không nhầm lần nữa. Excellent. Một số bạn tích cực tương tác đi nhá, rải đi rải lại cứ mấy bạn. Ok, thấy thêm nhiều lính rồi. Văn Đạt rất tích cực, Văn Đạt rất tích cực, tương tác nhiều lần lắm. Những bạn khác tương tác đi.
Để cô xem bạn hiểu với trọng âm chứ. Đó, dạ nhỉ. Diều Linh, ok. Thảo Vy, Thanh Lương, Hữu Khánh, ok. Đình Phong. Những cái bàn này thì này như tương tác liên tục này. Còn những bàn khác không thấy tương tác gì cả hề. Mà Quỳnh Anh ấy, thì nào em gửi thì gửi riêng cô nhá. Đừng gửi cả lớp. Ok, từ nay vị trí thứ nhất, sắp dậy. Rồi vào vị trí thứ nhất nhá. À, sắp dậy. Rồi, continue. Favorite. 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 Bạn đạt rất là nhanh. Chỉ cần gửi một lần là được rồi. Cô nhìn thấy rồi. Ok. Trong này có bạn Phương Tráng. Từ này này. Theo Phương Tráng đâu. Có mấy âm tiết em? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từ này nhá. Có bạn Quỳnh Ánh, bạn Diều Lính, bạn Hoàng Ánh, cho đến Hoàng Ánh nữa cũng đã bị nhầm lần rồi. Bây giờ Lính Đán này, bây giờ cô đọc lại nhá. Favorite, favorite, favorite. Cô lên ở chữ phay, con vơ là vơ ở vơ bên vơ rồi. Ở khi đọc ra âm ở và âm ý nó không có trong âm nhá. Âm ở và âm ý không có trong âm, vì vậy là từ này này, very, very. Giờ huyên huyên rồi này. Ngáng huyên huyên. Favorite. Favorite. Vì vậy ngáng huyên huyên. Trọng âm sẽ rơi vào ngáng. Con huyên huyên nó không có trọng âm. Favorite. Vì vậy là nó sẽ rơi vị trí thứ nhất. Và đó, nó không rơi vào chữ ri được. Favorite. Favorite. Tiếp tục nào. Special. 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 Ok. Đấy, từ nay cũng bị mất một số bạn là đọc nó ra âm thứ hai rồi. Đúng không? Special. Sơ ố số huyên số mà. Đúng không? Bè số. Số này. Sơ ố số huyên số. Cứ huyên là không có trọng âm. Bạn đọc ra chung huyên làm sao có trọng âm được. Đúng không? Special. Vì vậy trọng âm sẽ rơi vào chữ bè. Vị trí thứ nhất. Special. Special. Vị trí thứ nhất nhá. Một số bạn bị rơi vào thứ hai rồi. Library. 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 Từ này thì hy vọng không ai nhầm, đúng không? Excellent. Rồi, rất nhanh rồi. Mà trở đi trở lại cô cứ thấy cô mấy cái bạn này rất là tích cực tương tác này. À, thêm được Khối Nguyễn Anh Thơ rồi, thêm hai bạn mới, à, Phạm Diều rồi, ok, Hương Giang, lần này mới thấy tương tác đó, Đinh Phát, ok, còn những bạn cô không nhắc đến là những bạn khi nào chứ cô thấy nhiều. Đăng Phong ơi, em gửi mình cô đi, Hữu Khánh cô thấy rồi, Bảo An, ok, đấy, thế thì từ nay nó rõ là library, bury. Không có trọng âm rồi đúng không? Vì vậy thì các em đọc ra âm ý huyên và ở huyên nó không có trọng âm đâu nhá. À em lại như tiện đạt cô đọc rồi chứ trước đó cô khen rồi mà. Ồ, tại sao lại có ảnh học hồ cho em? Có anh cô cho em mà. Nhưng bạn mà cô không nhắc đến là những bạn thế này chứ cô thấy nhiều lần. Còn cô khen những bạn mới học tương tác là có bạn Thị Trấm này, Lưu Hướng này. Còn những bạn khi này giờ rất là tích cực tương tác thì cô đã khen được đó rồi đúng không? Bây giờ tiếp tục nhá. Pencil. Pencil. Rồi. Ơi Quỳnh Anh kiểm tra lại từ nay xem nào. Pencil. Sơ ố số huyên số rồi đúng không? Thì làm sao mà có trọng âm được, nên là trọng âm sẽ rơi vị trí thứ nhất chứ Quỳnh Anh, nó sẽ rơi vào chữ pen. À,
con chữ số có trong ấm đâu. Rồi tiếp tục nhá. Suspender. 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 Từ này thì hơi hơi gãy nhiều đúng không? Suspender. Ok, từ nay một số bạn là rơi vào chữ pén rồi, đúng không? Từ nay nhá, chúng ta sẽ rơi vào vị trí thứ nhất, sáp, sáp panel, sáp panel. À, rơi vào chữ sáp, không phải rơi vào chữ pen, rơi vào vị trí thứ nhất nhá, sáp panel, sáp panel. Ừ. Rồi, tiếp tục nào, camper, camper, camper. Ok, excellent. Mình đăng phóng rất là nhanh. Vâng, anh em kiểm tra lại xem. Hamper. Quỳnh Khánh Trí. Kiểm tra lại xem nào. Ok, đăng phóng. Vâng, anh đúng rồi. Anh đạt, ok. Anna. Nhưng bạn mà không nhắc đến là đúng rồi. Nhắc cô nhắc đến nữa. Hà An. Kiểm tra lại xem. Ok, Bảo Quyến, kiểm tra lại nào. Đấy, thì ở đấy nhá, cô phân tích cái từ này là một số bạn thường đọc là compa này, người ta quen mắt, người ta nhìn thấy đó là chữ compa, nên người ta thường nói là compa, đúng không? Lá ban hoặc là compa chúng ta bè hình tròn. Nhưng mà từ này này, chúng ta trong ấm nó sẽ rơi vị trí thứ nhất, là chúng ta phát ấm nó thành ấm A, giống như ấm A của tiếng Việt. Cái từ này được phát ấm thành ấm A này này, như âm ạ của tiếng Việt nhá, chúng ta sẽ đọc là khảm, khamper. Âm này thì âm ơ, vì nó không có đồng âm, khamper, khamper. À, âm này âm á và âm này thì âm ơ, bởi vì trong âm nó rơi vị trí thứ nhất. Còn nếu em đọc là compa, thì nó sẽ rơi vào vị trí thứ hai rồi. Trong âm nó rơi vào chữ pá rồi, nên nó sẽ buộc nó phải ra âm ơ để trong âm nó rơi âm tiết thứ nhất. Khamper. Camper. Chứ không đọc là compa. À, campus. Campus. À, vị trí thứ nhất nhá. Âm này là âm á này, con bé này là âm ơ. Khi chúng ta phát âm ra âm ơ, trong âm không có nhá, không có trong âm ở đó. À, nên bạn lưu ý cái từ này, bạn hãy bị lỗi. Campus. Campus. Continue. Notebook. 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 Excellent. Thảo Vy bị nhầm rồi. Thảo Vy nhầm thoáng à, rồi. Ok, còn những bạn khác thì đúng rồi. Ok, very good. Ở đây tiếp tục là danh từ và từ ghép với từ notebook. Book là quyển sách và note là ghi chép thành quyển vở. Ghép lại là thành trọng âm rơi vị trí thứ nhất. Notebook. Tiếp tục nào. Rubber. Rubber. Ok, lần này thì rất là nhanh và đúng cả rồi, đúng không? À, lại có bạn Phương Trang bị nhầm rồi. Rubber. Khi mà chúng ta đọc rubber, ở bờ huyền bờ đấy ạ. Cứ âm R này này là âm ơ. Vì vậy nó không có trong âm nhá. Khi mà chúng ta thấy đuôi R, ví dụ pens, spender, n này. Cứ R, nó không có trong âm đó. Trong âm nó sẽ rơi phía trước, là rơi vị trí thứ nhất. Đã đọc là rubber. Nào. Tiếp tục nào. Calculator. 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 Excellent. Mình khối nguyên nhầm rồi. Tha án nhầm rồi. Ở đấy từ nay có bốn ấm tiết đấy. Bảo án trái rồi em ạ. Hạnh chỉ cùng nhâm rồi. Để đọc lại này. Calculator. Later. Later là có xuống dòng nó cũng lên này. Calculator. Calculator. Đấy. Vì vậy trong ấm nó sẽ rơi vị trí thứ nhất. Đó là rơi vào chữ K. Còn calculator xuống dòng rồi. Rơi vị trí thứ nhất. Nhá. Rồi tiếp tục nào. Study.
Study. Study. Rồi, lần này thì không ai sai rồi, đúng không? Nó rõ ràng rồi. Từ này nó hai âm tiết, đồng tư và rõ rồi chữ star. Đi không có đồng âm, đúng không? Rồi, từ số 15. Advice. 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 Giỏi. Dạ Nhi, Tùy Hằng giỏi rồi. Phương Tráng kiểm tra lại, Hoàng Anh Minh Hiền kiểm tra lại em. Advice. Đó, Diêu Linh Phạm Diêu đúng rồi. Rồi. Quỳnh Anh Thảo Vy sai mất rồi, Hương Giang sai rồi. Advice. Advice. Ừ, đúng. Bạn Trần Văn Đạt đúng rồi. Ở đấy các bạn này, cô đọc này. Advice. Vị trí thứ nhất, cô đọc ra ấm ơ. À, từ nay cô đọc ra âm ớ mà. Advice. Ớ thì nó không có trọng âm. Cứ đọc ra âm ớ là nó không có trọng âm. Nó sẽ rơi vào chữ phải. À, nó sẽ rơi vào vị trí thứ hai. Rơi vào chữ phải này này. Chữ ý này cô đọc ra âm ái. Vì vậy nó có trọng âm nên cô mới đọc ra âm ái. À, còn nếu nó không có trọng âm cô lại đọc ra nó âm ý. Nên là khi chúng ta đọc được advice, trọng âm sẽ rơi vào chữ phải. Còn chữ ớ không có trọng âm. Đó là cách đánh trong ấm của Tư. Thì kể từ hôm nay đi, các con sẽ được luyện cả 16 đơn vị bài học, và 12 đơn vị bài học ấy. Thì mỗi đơn vị như vậy sẽ tổng hợp lại tất cả những từ vựng liên quan đến chủ đề chúng ta học. Thì sẽ luyện đọc, bởi vì cái này chúng ta được học trên lớp rồi. Nên ở đây cô sẽ làm nhiệm vụ đánh trong ấm của Tư. Sau đó chúng ta sẽ vận dụng vào bài tập đánh trong ấm để biết được Tư đó có trong ấm vị trí thứ mấy. Hả? Bây giờ mời một bạn sẽ đọc lại nhá. Từ số 1 đến số 15. Sau khi chúng ta đã đánh trọng âm. Mời một bạn đọc lại nào. Diêu Linh, please. Boarding school, uniform, wear, classmates, subject, favorites, spelling, library, pencil sharpener, compass, notebook, rubber, calculator, study, advice. Well done. Nhưng mà có mấy cái từ này cho Thị Diêu Linh lưu ý như này nhá. Đó là từ special. Từ này là từ sơ sô này. Sơ đi về lơ ta đọc là special. Special. Rồi từ này nữa này. Calculator. Calculator. Đó. Đó như bồn. Calculator bồn âm tiết mà. Đúng không? Còn con này của bạn âm rất là tốt rồi. Mời một bàn nữa để chúng ta chốt, chúng ta sang phân với 16 từ, 15 từ bên kia nhá. Thanh Lương, please. Để đi chợ. Boarding school, uniform, wear, classmate, subject, favorite, special, library, pencil sharpener, compass, notebook, rubber, calculator, study, advice. Well done. Not calculator, đúng không? Yeah, calculator. Ở đấy là âm e be này. Ha. Nó không đọc dùng âm a mà cũng không đọc dùng âm e. Nó đọc là ke, muốn đọc là ka. À, nhưng mà đọc là calculator. Âm này là âm e be nhá. E be chúng ta sẽ đọc này. Ke. Ke. Cái miệng chúng ta sẽ be hơn so với âm a và âm e. Là âm e be này chúng ta sẽ phát âm là chữ a. Chúng ta để miệng là a. Để như thế mà chúng ta nói sang âm e. Calculator. À, đó là cái âm e be này này. Thì âm e be này hôm sau sẽ được bài kỹ thuật đọc. Là âm e be này nó kết hợp giữa âm a của tiếng Việt này. Sáng đọc với âm e. Khi chúng ta đọc âm e chúng ta không hạ miệng e bình thường. Nhưng mà a chúng ta hạ này. A. A chúng ta giữ miệng như a. Khẩu hình miệng chúng ta vẫn hạ ra. A. Calculator. Giống như từ apple. Chúng ta nghe một số người đọc, chúng ta đọc là apple.
Apple, nhưng mà một số người đọc là apple, nó là chữ e bè, apple, apple. Người ta bè miệng mình ra một tí, ở đấy âm này tiếng Việt không có, mà chỉ có ở tiếng Anh thôi. Vì vậy là chúng là nó hơi khó phát âm, calculator. Đấy, còn ở đấy như có đọc là library, đừng có đọc thế, đúng không? Library, 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 library. Đó, ok. Bây giờ tiếp tục nhá, chúng ta sẽ sáng với từ 16 đến 30. Người ta lắng nghe cô đọc và nhẩm đọc theo. Cycle, ride a bicycle, ride a bicycle. Cycle thì nó sẽ bằng với ride a bicycle. Đó. Activity, activity. Joy, joy. Entertain, entertain. Art club, art club. International, international. Do exercise. Field, field. Remember, remember. Playground, playground. Smart, smart. Pencil cave, log, log. Garden, garden. Foreign, foreign language, foreign language, foreign language. Garden, garden. Log, log. Pencil case, smart, smart. Playground, playground. Remember, remember. Field, field. Do exercise. Do exercise. International, international. Art club, art club. Entertain, entertain. Joy, joy. Activity, activity. Cycle, cycle. Ride a bicycle, chúng ta là đọc to lại nào, đọc to theo nhá. Cycle, cycle, ride a bicycle, activity, activity, joy, joy, entertain, entertain, art club, international, international, do exercise, field, field. Remember, remember. Playground, playground. Smart, smart. Pencil case. Log, log. Garden, garden. Foreign language, garden, log. Pencil case. Smart, playground. Remember, field, do exercise, international, art club, entertain, joy, activity, cycle, ride a bicycle. Rồi chúng ta nhầm đi ạ. Khó khăn từ nào chúng ta hỏi. Rồi, 20 này, art club, international, international, do exercise,
29 à? Interesting. Interesting. 30 à? Foreign language. Số 16 à? Cycle. Ride a bicycle. International. Activity. Ai bảo Field. Thế chị nè. Mấy chị nhá. Interesting. Hai mươi một à? International. Cái từ này này, như bạn đọc chậm thì đọc interacting, đúng không? Đọc tiếng Việt này interacting, nhưng mà chúng ta học tiếng Anh là chữ ter, chúng ta sẽ bỏ chữ e để chúng ta đọc ở chữ r, và đọc lại này thành chữ tơ. Interesting. Nội nuốt kia mẹ này đi, chúng ta đọc nội sáng thanh trớt trơ ở tơ. Interesting. Con cái số 21 này, inter nè, thì ở đây tiếp tục là âm e be này, nên chúng ta sẽ đọc là international. International đó, nó chữ e be. Số 30 à? Foreign language. Activity. Tiếp tục ở đấy là âm e be này, activity. Ok, xin mời mà bạn đọc nhá. Tùy Hằng, please read for me. Cycle, ride a bicycle, activity, John, interesting, art club, international, do exercise, field, remember, playground, smart, pencil case, large, garden, foreign language. Excellent. Thanks so much, Tây Hằng. 20 hả? Art club. Another. Mời một bạn khác nhé. Huy chấm, read for me. Cycle, ride a bicycle, activity, joy, interesting, at last, Signal. international, do exercise, field, remember, playground, smart, bench scale, large, garden, foreign language. Foreign language. Language, cái này là language. Ok, well done. Thì trâm, one more. Một bàn nữa nhá. Tiến đạt, please. Tiến đạt.
cycle, ride a bicycle, activity, zone, interacting, art club, international, the exercise, field, remember, playground, smart, pencil case, leg, garden, foreign language. Well done. But số mấy mấy tạm nó đạt đọc lại cho cô số mấy tạm nó. Đặt đọc lại số mấy tạm nó. John. Join. Ói này. Join. Join. Có âm nơ cuối nhá. Join. Âm ói. Và số 23 này nhớ là âm cuối của chúng ta là âm đơ. Không phải âm tơ. Feed. Field. Âm giỏ là âm đơ. Field. Đấy, phát âm nó là tốt rồi. Chỉ bị nhầm một vài vài từ thế thôi. Đó, bây giờ bạn đánh trong ấm của các từ này đi ạ. Đánh trong ấm nào xem thử đã biết chưa nào. Từ số thứ nhất nào, cycle. Bạn đưa vào hộp chat của xem rồi nào, cycle. Lần này hy vọng là không ai bị nhầm nữa đúng không? Excellent. Tuyệt vời rồi. Đấy, hiểu về trong ấm đấy đấy. Tất cả chúng ta đưa tương tác hợp chát đều đưa vào vị trí thứ nhất. Đó là cycle. Wow. Vị trí thứ nhất. Ok. Continue. Activity. 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 Đấy. Từ nay thì bị nhầm lần một nửa rồi. Ok. 50 50. 50 cho 1 và 50 cho 2, đúng không? Có nhiều bạn rồi, nhiều bạn ra số 2 rồi, vị trí thứ 2. Rồi, bây giờ chúng ta phân tích từ này nhá. Khi chúng ta đọc thì chúng ta vẫn thấy là ạ, nó có trong ấm đấy, activity. Nhưng mà tí là cố lên, vơ tí là cố xuống, đúng không? Activity. Activity, vì vậy trong ấm sẽ rơi vị trí thứ hai, rồi vào chữ ti, không rồi vào chữ ẹt nhá, rồi vào vị trí thứ hai, rồi vào chữ tí này. Và vơ tì thì nó có rồi, vơ tì. Và khi các em nhìn thấy một cái từ này, có cái đuôi ý tí, trong ấm luôn rơi ở phía trước nó rơi trước cái chữ ý tí này, nó không rơi vào chữ vị tí. Vì vậy là khi mà có từ ý tí, thì trọng ấm sẽ rơi ở phía trước nó nhá, rơi phía trước cái chữ ý tí này nên nó sẽ rơi vị trí thứ hai. Rồi tiếp tục nào, interesting. 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 Rồi là đạt, phải bằng là đạt này, bằng là đơn vắn đạt, rồi bằng tiện đạt là bị nhầm, còn tất cả chúng ta là đúng rồi, đúng không? Ở đấy nhá, interesting thì từ này nó sẽ rơi vào chữ in, còn chớt là âm ở rồi, từ này đọc là âm ở rồi nên nó có trong âm đâu. Interesting. Interesting, vì vậy nó rơi vào chữ in, còn nếu đọc chậm lại này, interesting. Interesting, nên nội ấm này tơ thành tớt trơ ở huyên. Rồi tiếp tục nhá, international. 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 Bạn kiểm tra lại nào, international. Điểm đi ạ, xem từ từ này có rồi, rất nhiều bạn đúng rồi. Một số bạn này nhầm. Ở đấy này, một số bạn là chọn vị trí thứ nhất, và một số bạn là chọn vị trí thứ ba. Đúng không? Từ này chúng ta sẽ điểm này. International là từ này có 5 âm tiết đấy ạ.
Ok. Vì vậy trong ấm này, từ này nhá, inter là người ta thêm tiền tố. Nó có từ gốc của nó sẽ là nation. Nation là quốc gia, nó nation. Và national là thuộc về quốc gia. Và inter là thuộc về quốc tế. Vì vậy từ gốc của nó là chỉ chắc cái từ nation thôi này, là từ gốc nhá. Mà khi có đuôi ý tí hon này này, là trọng âm nó rơi phía trước, rồi rơi vào chữ này. Con nô này là hầu tổ người ta thêm vào để trở thành tính từ thuộc về quốc gia. Con inter này người ta cũng thêm vào để thuộc về quốc tế. Thì hôm sau chúng ta sẽ học loài của từ để biết được tại sao mà một cái từ gốc mà chúng ta biến đổi thành nhiều từ vựng như thế. Là chúng ta học từ gốc và chúng ta sẽ biến đổi thành tính từ và danh từ tương ứng. Vì vậy từ này trọng âm chính của nó sẽ rơi vào chữ nè. Trọng âm vốn gốc của nó là chữ nè. Còn chữ inter là người thêm vào. Vì vậy trọng âm ở đây là nhè này. In, international. Nó nhè ở đây. Nhưng mà nó chính là ở chữ nè. Vị trí thứ ba. Chúng ta đếm nhá. International. Vị trí thứ ba. À, từ này thì cũng được một số bạn đúng nhờ, như bạn Minh Hiền này, bạn Tiến Đạt, bạn Tuệ Hằng, bạn Đinh Phóng là những bạn có đáp án đúng, là bạn Phạm Diều, Phương Trang, đó là những bạn có đáp án đúng, là vị trí thứ ba. Còn vị trí thứ nhất là nhỏ âm nhẹ thôi. Ừ. Rồi exercise, exercise, exercise. Nghe bị bàn mấy bàn là sơ làm sao có trong ấm được này, nó nghe rớ vị trí đó được rồi. Ok đúng rồi, anh Thơ Hoàng Ánh đúng rồi, Trần Văn Đạt, Phương Tráng đúng rồi, Tùy Hằng đúng rồi, Thanh Lương, Thảo Vy, Nhiều Linh, ok đó, Hữu Khánh đúng rồi đó, Giá là Nhi là những bạn là đúng này. Bạn đọc này, exercise khi nó rơi với chữ exercise không có đâu, sơ đúng không, cứ đọc ra âm ở không bao giờ có trọng âm ở đó nhá. Từ nay trọng âm sẽ rơi vị trí thứ nhất, ex không rơi vào sơ sai, mày sơ sai được, có nghĩa bạn đọc ra sai là bạn nghĩ nó rơi vị trí thứ ba thôi đúng không. Tiếp tục nào, remember, remember. Excellent. Rồi, lần này thì giỏi rồi. Phương Tráng, Tiến Đạt, Diều Linh, Anh Thơ, Tuệ Hằng giỏi rồi. Hoàng Anh, Thanh Lương, Đinh Phong. Còn những bạn mà cô không nhắc tên là bị sai đấy đấy. Những cái bạn vừa đọc là đúng rồi. Ừ. Mình Khối Nguyễn nói hai án này. Cô đọc lại này. Remember, remember. Re này, mém này, bơ này. Huyên ngã nguyên, huyên ngã nguyên, remember, huyên ngã nguyên. Vì vậy trọng âm sẽ rơi vị trí thứ hai, mềm. Chứ không thể rơi với chữ ri với chữ mềm, à, chữ bơ được, nó rơi vị trí thứ hai. Ừ. Từ này trọng âm rơi vào chữ mềm. Tiếp tục nhá, playground, playground. Giỏi rồi, nhiều bạn rất là nhanh. Playground. Gió từ này là từ ghép đúng không? Gió là từ ghép này là từ ground. Nhiều bàn chó nó rơi vào vị trí thứ hai rồi. Ở đây này, nhắc các bạn nhé, đối với tiếng Anh mà từ ghép thì trong âm luôn rơi từ thứ nhất. À, ví dụ như chúng ta có blackboard. Blackboard là cái bảng đen thì nó vẫn rơi vào từ black đúng không? Nói nào ở đây chúng ta sẽ rơi vào chữ play. Play rơi vào vị trí thứ nhất. Nhạc các bạn nhé. Đối với danh từ trong tiếng Anh, nếu là ghép hai từ lại với nhau thì trong âm sẽ rơi vào từ thứ nhất. Ví dụ chúng ta có từ greenhouse, ngôi nhà xanh nha. Rơi vào chữ green. Đó. Homework. Homework là bài tập về nhà. Chúng ta ghép từ chữ home với chữ work là công việc.
Vì vậy nó sẽ rơi vào chữ home. Đấy, homework thì nó vào chữ home. Cứ từ ghép ra nó rơi vào từ thứ nhất. Rồi, tiếp tục nào. Garden. Garden. Lần này thì hy vọng không ai sai. Đó, giỏi rồi. Ừ. Vẫn có mất một bàn sai rồi, đinh phòng sai rồi. Garden. Đinh làm sao có trọng âm được phóng. Đúng không? Ở huyền mà. Vì vậy là trọng âm sẽ rơi vị trí thứ nhất, rồi với chữ gà. Đó. Chữ đinh không có đâu, én đâu không có trọng âm nhá. Foreign. Foreign. Foreign language. Hai từ này phải có hai lần đánh trọng âm đấy ạ. Từ thứ nhất nào. Foreign. Foreign. Đồng đọc foreign được foreign. Đồng được đúng không? Ở đây có anh và anh Mỹ. Bạn đọc theo anh Mỹ cũng được, anh được. Ok. Foreign. Ok. Vị trí thứ nhất. Khó rồi. Run nó có đồng âm rồi đúng không? Foreign. Language. Language. Đó. Rất tốt. Giỏi rồi. Ok. Hiểu về trọng âm rồi đấy. Lần này của thầy các bạn rất là giỏi. Vị trí thứ nhất, làng. Khi mà từ có đuôi á gơ é này này, trọng âm luôn rơi ở phía trước. Nó luôn rơi ở phía trước, không rơi vào á gơ é này. Á gơ é này không có trọng âm. Đó, bên đây cô thầy có bạn đánh trọng âm rất là giỏi rồi. Sau khi chúng ta đánh trọng âm xong, cô mời một bạn sẽ đọc lại nhá. Bảo lắm nó, read for me. Bình Hiền, em làm cái gì đó? Em có muốn cô chụp lại để gọi phụ huynh không? Bình Hiền, mời bạn Bảo Lâm đọc bài nào. Bình Hiền cẩn thận nữa, không hơi nữa phụ huynh phải vào giải trình của cô và cô mở nữa nha. Mời Bảo Lâm đọc bài. Bảo Lâm đâu rồi? Không mời được nào. Mời Tuệ Nám nào. Boarding school, uniform, way, classmate, subject, favorite, space, library, library, pencil sharpener, compass, notebook, rubber, calculator, study, advice, cycle, activity, join. Interesting. Explore. International. Do exercise. Face. Remember. Playground. Smart. Pencil case. Lake. Garden. Foreign language. Foreign language. Khá tốt rồi. Thì anh cố gắng là anh Tây Nam cố gắng này. Thứ nhất này, mấy từ này Tây Nam chú ý phát âm lại này. Từ này là. Rồi field, field. Âm ý này, phơ ý đơn này. Field, field. International, international. Interesting, chứ đừng có đọc là interesting nhá. Trong âm nó rơi vị trí thứ nhất, vì vậy âm đâm sáu rồi em đưa với âm ở và âm ý cho cô hết. Khi mà em không biết đọc này, các em cứ nhớ rằng trong âm nó đọc đúng cái từ chúng ta nhìn thấy, còn những cái từ còn lại chúng ta đưa với âm ở và âm ý chúng ta đọc. Interesting, interesting, chứ đừng có đọc là interesting nhé. Interesting, interesting. Rồi bên này này, từ này bạn Tây Nam này. Special, special. Favorite, favorite. Library, library. Đó là những cái lỗi mà bạn bạn phát âm nó bị sai mất mấy từ như thế.
nên là cố gắng nghe bạn mình đọc rồi là nhẩm theo nhá. Mời một bạn nữa nào. Huyền Trang, please. Huyền Trang. Cái này là cổ gọi bàn bảo lắm không được. Huyền Trang lần thứ ba rồi. Mỹ Duyên, please. Career activity join interactive art class internationalization do exercise remember playground smart pencil case language garden foreign language. Thấy chưa, nghe này, mấy chuyện này. Foreign language, chúng này là language, foreign language. Rồi, nghe đây nhầm theo đây không thôi được, quay video nó bị nhờ sai lôi đấy. Rồi, tiếp này, nghe nhá, là, âm g là âm rõ rồi, là, chứ chúng ta không đọc là ghê, không đọc là ghê, à, không đọc là g, là. Cô ơi, khi này cô gọi Huyên Trang hả cô? À, gọi Hiên Trạng 3 lần mà Hiên Trạng không bật mic trả lời. Tại khi này em đi lại kết bụi cô ạ. À, ngồi học với chú ý cô gọi mà ban thứ ba không được là cô chó áo ra khỏi lớp đấy nhá. Dạ. Ok, tiếp tục này. À, ban Mỹ Duyên này. Exercise, exercise. Chứ tưởng nào đọc là exercise, exercise. Bởi vì trong ấm nó rơi vào chính chữ é đó. Nên chúng ta phải phát âm là chữ é. Còn nếu em đọc là exercise thì nó đã âm ý rồi. Âm ý thì nó lại không có trong âm. Nên em đọc sai nhá. Exercise. International. 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 Art club. Interesting. Interesting. Ngay số 16 em đọc sai luôn. Cycle. Cycle. Ride a bicycle. Đó. Cho nên là các em cố gắng. Mình theo dõi lại và quá trình đọc thì cô thấy một số bạn đọc rất là hay, rồi ấm nó rất chuẩn. Vì vậy là chúng ta mà chưa đọc được, chúng ta cố gắng xem lại video rồi là tập đọc đọc thuộc và quay video gửi để cô chấm 20-30 cái từ vựng ngay nhá. Bạn phải luyện đọc rồi quay video gửi cho cô rồi cô chấm cái bài đọc từ vựng cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng. Còn ai mà chưa được gọi, bởi vì nhiều bạn chưa được gọi, thì chúng ta cố gắng luyện đọc nhá. Cố gắng xem lại để luyện đọc cho thuộc. Còn không thể gọi hết tất cả các bạn được. Và bây giờ chúng ta sẽ luyện tập với các cái từ mà chúng ta học từ khi này chưa. Xem từ bạn phát âm như thế nào. Bây giờ bạn sẽ nhìn vào bài tập này. Bạn chọn cho cô từ có cách phát âm phân gạch chéo khác với ba từ còn lại. Bây giờ bạn cứ nhìn vào màn hình nào, rồi ngồi đọc và ghi cho cô đáp án. Một, bạn chọn đáp án nào, chứ không cần ghi đây nhé. Nhìn vào màn hình, đọc bốn từ đó lên và ghi ra đáp án bạn chọn để chúng ta giải thích. Ủa, rồi có con chụp rồi gửi cho con hả? Không cần em nhé, cứ làm bài trong vở của em ra đây. Cứ làm trong vở, đọc với là chúng ta sẽ phát biểu. Bởi vì không kịp để chúng ta chụp nữa.
Ok, đã xong chưa ạ? Cho bạn thêm một cụm lời nữa. Ai xong rồi thì có thể đưa vào hộp chat cho cô xem ạ, à, gửi riêng cô đi ạ. Chỉ cần một A, hai B, ba C gì đó thôi nhá, không cần phải ghi cả từ đâu. Để cô xem thử báo cho bạn làm được rồi. Bạn đưa vào hộp chat đi ạ. À, cô đã thấy được kết quả của một số bạn rồi. Cô nhắc các bạn đưa vào hộp chat nhé.
Phong nó nhận cho ai đó. Bạn mà hỏi ba em à? Hả? Đọc điểm này, nhưng bạn gửi bài rồi có đọc điểm nhưng mà nghe này. Chưa ai được điểm 10 cả. Cái này chứ chưa gõ một con 10 nào. Nếu mà chậm mà 10 điểm là một cậu là 2 điểm đấy ạ. À, cho nên là sẽ cho điểm là nhiều bạn bị thiếu điểm. Nó đọc điểm nhá. Phạm Diệu 8 điểm. Khối Nguyên 4 điểm. Bảo Quyên 8 điểm. Quốc Công 8 điểm. Thùy Trâm 4 điểm. Anh Thơ 8. Văn Trần Văn Đạt 6. Hưu Khánh 6. À, sorry, 8. Hưu Khánh 8. Đăng Phong 8, Đăng Phong 6. Mà ngó mà ngồi mà chat với bạn máu đó nè. 6 điểm. Thảo Vy 8. Hoàng Anh 8. Bình Phong là khi nãy đọc rồi, 6 điểm nữa. Khánh Chi 8. Lưu Hưng 8. Thanh Lương 8. Ủa có nhâm ẹp với ban Đặng Phòng Có hai ban phóng à? không cậu? Rồi, cái cổ kiểm tra lại. Đinh Phóng là 8. Rồi, Khuyên Trang Các chị 8. em không nói chuyện mắt cô vừa nói là em chặt. Đinh Phạt 6. À, Đinh Phạt đó. Đinh Phạt được cô 2 điểm. Đinh Phạt là em ạ. Đinh Phạt được 2 điểm thôi em ạ. Tiện Đạt 8. Bảo An 4. An Na 2. Tuệ Nam 8. An Na được có 2 điểm thì em ạ. Em là người gửi gần như là nhất nhì của trong nhóm nhưng mà được có 2 điểm thôi, đúng có một câu duy nhất nên là kiểm tra lại nhá. Nghe điểm của mình đi. À, đến bàn nào đây hả? Khi này đến Minh Hiển đúng không? Khi này như chưa thấy bàn nào gửi à? Rồi bây giờ chúng ta nào, câu thứ Em nhất, phải điểm cố. Diêu Lĩnh à? Diêu Lĩnh 8. Có từng cố đọc rồi. Diêu Lĩnh 8, Minh Hiển 8. Hà án nó được điểm mẫu cả em ạ. À, Hà Án sai hết. Tuệ Hằng xóa rồi à? Mày gửi bài Ủa xóa anh rồi. được mấy điểm cố? Đặng Phong được 8 điểm em ạ. À, Dạ. bạn là Tuệ Hằng à? Chị đỡ Tiến Đạt đây, em nó ngồi nhắn chị đấy. Cậu gì đấy, viết dài cho cô cũng được 8 điểm không? Tiền đạt để cô chụp màn hình này để cô gửi cho phụ huynh đấy nhá. Ôi, em lâu viết nhầm cô ạ. Giờ viết cái gì Em lâu viết thấy văn đạt mà. mà tại sao lại ngồi học mà lại nâng chat cho bà này, nâng lơ viết thấy cho viết dài cho cô mà cô còn cho 8 điểm hả? Cho em nhanh hãy của Ngồi học mà mình nên hãy à. Ôi quý hai ơi. Hà Linh 8 điểm.
Văn phòng là bạn đăng lời ngồi chat gì đó được rồi để cô sẽ bảo với phụ huynh nhá. Lớp 6A1 ngồi học không lo học mà lo chat với các bạn của mình. Liên tục chat với gửi các hình ảnh không hình ảnh phản cảm ở đấy nữa. À Linh 8 điểm. Bây giờ nào, mời bạn Tiến Đạt nào. Giải thích cho cô một. Em là cô. Câu 1 là art, large, share, smart. Là sẽ share, đọc là air. Con cả cứ ấm con này sẽ đọc là ấm gì? R. Ok, thank you. Ngồi học đó mà chú ý mà học nhá. Rồi ở đấy này, tất cả ba từ đó đều được đọc là âm A. Con đáp án C chúng ta đọc là âm E B. À, xe là âm E B này. Con ba cái từ đó đọc là âm A của tiếng Việt nhá. Smart. À, âm A của tiếng Việt là. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Mặc dù thế nhưng mà vẫn bị mật bá bàn là tròn bế cho cô một. Nên nó bị sai, đúng không? Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C. Câu thứ hai. Mời. Mời bà làm. Anh thơ nào, giải thích nào. Em nó có câu ấy là special, có vẻ là compass, có thể là calculator, có dễ là classmate, câu ấy chỉ có câu ấy khả là có mấy cái khả ta là cơ. Very good. Ở đây B, C, D đều phát âm là âm cơ. Còn đáp án A chúng ta đọc là âm sơ dài của tiếng Việt nhá. Special. Nó được phiên âm nó như thế này này. Chữ cơ nó được phiên âm thành chữ sơ. À, thành sô. Special. Còn ba từ còn lại nó đọc là âm cơ. Đúng không? Câu này thì hầu như là đúng. Chỉ trừ cái bàn, hai cái bàn mà bị 4 điểm và 2 điểm là sai thôi. Câu thứ ba, mời bạn bảo án nào, giải thích. Thưa cô, cô ả được phát âm ra ý con cá tới con này được phát âm ra ý. Em đọc cho cô nghe xem nào. Em đọc bộ tư đó cho cô nghe này. Remember, pencil, exercise, subject. Excellent. Thank you. Câu thứ tư là câu mà nhiều người sai nhất. Câu thứ tư là câu nhiều người sai nhất. À. Mời bạn Hà Linh không? Giải thích cho cô gái. Có câu hỏi là ai? Vì sao? Thật là mẹ ba ý thật là ý thật lý thật theo Vì sao Hoa Linh này chọn là đáp án á? Mấy quẻ mà. Mới giá nhí nó. Mới giá nhí giải thích nó. Cô cho em. Rồi đăng phóng rồi. Sao thưa cô ấy là âm mẩy ấy. Cô biết là cô sẽ là lần nhà. Cô đến là
Vậy thì câu chắc một mình câu A là ấy, còn cả câu này là E à? Thế này em làm có đúng không? Em làm sai ạ, à? Xong em nghĩ lại. À, em đọc lại mới thấy mình sai à? Dạ. Ok, thank you Phong. Ở Dạ. đây có thầy bạn giá nhí là Tiến Đạt ơi. Bạn Tiến Đạt tí nữa học xong nói mẹ gọi điện cho cô nhá. Để giải thích tại sao em liên tục nhắn vào hộp chat. Còn không nữa là cô đề nghị cô mở cho em ra khỏi lớp. Tiến Đạt nhá. Ở đấy này, văn phòng và rất nhiều các bạn khác đã đọc sai. À, đã đọc sai nhưng mà đã đọc sai câu này. Và văn phòng đã phát hiện được mình sai. Và đã đọc lại đúng không? Chúng ta đọc là bà đá này, classmate, ở đấy là âm ấy này, đó, âm ấy. Còn đáp án B chúng ta đọc là bạc, bạc, âm e be này, đúng không? National, international, âm e be này. Rồi và từ đáp án D đó là share, chia sẻ đấy. Tôi chia sẻ phòng với ai đó đúng không? Chia sẻ cái gì thì ở đây ta đọc là e be nên là bạn đúng của chúng ta là đáp án A. Thì hầu như các bạn đều mất điểm ở câu 4, đều mất điểm ở câu 4, 8 điểm là do sai ở câu 4. Rồi câu thứ 5 sẽ mời bạn bạn mình sai mời đọc lại câu 5 là bạn Thuy Trâm. Cô mời Thuy Trâm đọc lại nào. À, mời anh Thơ. Anh Thơ mời mời ở cùng Hào Hải rồi. Mời Thuy Trâm nào. Thuy Trâm. Thuy Trâm đâu rồi? Em chọn câu á. À, em đọc cho cô bốn từ em biết nào. Đọc ngỏ em biết từ nào. Trong bốn từ đó Trâm biết từ nào? Ta đi. Là âm gì? Em có là ấm á. Rồi, tiếp. Phòng. Bây giờ đây em về từ nào? Đấm. Rồi mời bạn Đạt nào, đơn vắn Đạt nào. Tôi có study, con bé là uniform, uniform. Cô sẽ Rubber, âm gì âm rap rapper đó mã gì dạ rồi cô dễ cô dạy là club cùng ấm á luôn cô. nên đáp án đúng Nên đáp án đúng là B. nhưng mà B. em chọn á phải không Nhà em chọn là cô ném bị sai bằng nữa cô. đó mất điểm ngầu lắm mày. Nhà câu năm Ok. với câu bốn. Cô nắm với cô bốn. Như biết cái gì? Đó. Thế thank you Đạt. À, chiều giờ là chúng ta đang đọc lại từ vựng và vận dụng nó vào bài phát âm. À, là thời gian đã hết rồi. Một số bạn đang ngồi là nhắn tin riêng cho bạn mình. Không tập trung vào việc học. Trong đó điển hình là có bạn Tiến Đạt. Nhá. Tiến Đạt. Đề nghị Tiến Đạt nói với phụ huynh có giải thích với cô giải thích với cô nè ngồi học không chú ý còn các bạn khác này chúng ta sẽ luyện đọc lại 30 từ vựng mà chúng ta đã được học từ khi chiều giờ và quay video và gửi cho cô chấm trước buổi học tiếp theo của các bạn nhé nhớ nhiệm vụ nè đọc từ vựng quay video và gửi để cô chấm về phần từ vựng. Cô ơi, rồi cái bài làm để cô cần phải gửi vào điểm của cái cậy nào có. Ghi điểm mà bởi vì một số bạn là họ không gửi kịp cho nên là chứ mà cho các bạn điểm 8 điểm với những bạn khác không gửi vào hộp chat được không có điểm.
Cho nên là hồi lần sau cô sẽ yêu cầu đúng giờ đó nó gửi vào thì để cô chấm điểm cho các bạn, để các bạn có điểm nhá. Rồi bài Bài này chứ không lấy điểm của cô. rồi À bài không. này không lấy điểm là bài 6 chứ cô, bài khác chứ cô. À, không lấy điểm, chỉ lấy bài vừa sau của bạn gửi, cô lấy bài điểm mà đọc từ vựng qua video. Và cô nhắc này, buổi học tiếp theo là chúng ta sẽ ôn tập với chủ điểm ngữ pháp, đó là thi hiện tại đơn với trạng từ tần suất. Hiện tại đơn thì chúng ta đã được học từ vừa giờ rồi, và các em sẽ liệt kê cho cô các trạng từ tần suất và cách sử dụng vị trí đứng của các trạng từ tần suất ở trong câu. Và hồi học hôm sau chúng ta sẽ luyện tập. Được chưa ạ? Có ai hỏi gì nữa không? No. No. Thế thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học tại đấy nhá. Và các bạn nhớ nhiệm vụ của mình và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học sau. Goodbye and see you later. Teacher. Goodbye, Bye, teacher. see you later. Bye. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye. Cô Your bài tập teach về nhà very làm bài well. sao không cô? Goodbye, Dạ. teacher. Bài tập